phấn son phai màu và buồn trong ta giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi nếu hiểu được anh. Vâng, xin chào các bạn nhá. Chào mừng toàn thể các bạn quay trở lại kênh Nặng Tí Nào Luôn nhá. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay bên Nặng Tí Nào Luôn tiếp tục giảm giá sốc các bác những chiếc máy lưng tiếng AV Pro PX20 Plus, dòng lưng tiếng chính hãng AV Pro. Và đây phiên bản mới nhất và hay nhất hiện nay 2022. Thì như bác nào mua con quản lý nguồn con lưng tiếng AV Pro bên em rồi không biết rồi. Một là chất âm trong bộ giảm bác không thể thiếu trong máy lưng tiếng rồi. Chuyển lưng tiếng nhạc tới mic và đặc biệt đây phiên bản đặc biệt hay nhất và chất lượng nhất hiện nay. Con này hỗ trợ đầy đủ cổng quang Bluetooth và anh em vừa thấy là em đã vặn đúng hai đúng to nhỏ. Đối với lưng tiếng này có hai đúng to nhỏ hai bên luôn, rất tiện lợi trên chiếc lưng tiếng này. Và đây là hàng chính hãng của AV Pro sẽ bảo hành 1 năm. Các bạn theo video ủng hộ Đặng Tí Nào Luôn like nhé. Các bạn vào theo video hoan hỉ ủng hộ cho like và nhớ đăng ký kênh nha. Mời các bạn ủng hộ cho like và đăng ký kênh nha. Đây cho anh em xem nhá. Tất cả là hàng chính hãng AV Pro nhá, có tem bảo hành điện tử luôn. Có mã QR đầy đủ. Cam kết các bác hàng chính hãng không phải hàng chính hãng tặng cho em luôn. Đấy, thoải mái chưa? Đây sau đây của chiếc máy lưng tiếng AV Pro đấy nhá, rất là đẹp. Đây, đằng sau cổng quang này, Bluetooth này. Và em nhắc lại con này sử dụng Bluetooth 5.0 nhá, là phiên bản Bluetooth mới nhất và hay nhất hiện nay. Cực kỳ chất lượng luôn. Vẫn là được hai đường nhạc vào này, hai đường nhạc ra và đường ra súp đây nhá. Thì bên em vẫn tặng đầy đủ ra cao lông các bác. Và có nhìn thiết kế của phiên bản lưng tiếng mới này nó cao cấp như nào. Cổng quang Bluetooth rất đẳng cấp luôn. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá nhá. Anh em em mua lòng hãy bỏ ra 5-10 phút xem hết video cho em. Hãy xem hết video, em sẽ báo giá cuối video cho anh em mình nhá. Thì nó vẫn chia làm kênh 1 và kênh 2 đây. Lao mic để chỉnh bass này, tuner cắt số ca để giữa cho em này, process nhằm mạnh nhạc nhẹ các bác để giữa cho em, còn hai mic là chỉnh chép nhá. Và lưu ý cho em, con này nó có hai lúm to nhỏ, đây là hai lúm to nhỏ hai bên này, có hai kênh này, nó rất tiện lợi luôn. Và màn hình cái dòng này là siêu led rồi, siêu led, hai lần chỉnh súp. Và bác lưu ý cho em là rất nhiều bác chưa biết chuyển cổng, nhiều bác bảo sao có Bluetooth mà anh không bắt được, thì bác lưu ý cho em này, bác muốn bắt Bluetooth này nhìn như thế này, có chữ input này. Bác phải ấn này, đây optical là chuyển sang cổng quang này. Chiếc BT này là Bluetooth này thì bác bắt được nhá. USB chẳng mấy khi mình dùng rồi. Còn anh em mà cắm bằng jack cao lông và hoa sen thì phải vui lòng chuyển vào AUX cho em. Và thực sự các bác, chất âm của lưng tiếng AV Pro này không chê một điểm gì. Từ mọi hình thức về chất âm. Và có bỏ đồng tiền ra nó xứng đáng. Các bác cố lên một chút, anh em chơi hàng cao cấp này không bao giờ phải thay luôn. Gần như đây là phiên bản mới nhất và hay nhất hiện nay trên thị trường. Lưng tiếng nhạc rất là hay và nó hỗ trợ đầy đủ cổng quang Bluetooth này. Và có hai lúm vặn to nhỏ. Đấy, và nó là hàng chính hãng luôn. Tất cả sản phẩm sẽ được bảo hành 1 năm. Các bác yên tâm là cứ nhận hàng, kiểm tra thanh toán, tặng dây rắc. Rồi chơi anh em ủng hộ cho online nhá. Mỗi bác vào hoan hỉ cho online nào. Và nhớ đăng ký kênh cho em. Và ngày hôm nay em giảm giá số lượng có ít thôi, có 5 chiếc thôi, cho làm mắt nào nhanh tay. Có 5 chiếc thôi, không có nhiều nhá. Hàng chính hãng luôn. Đấy, anh em cứ yên tâm một điều là hàng chính hãng cho tất cả các bác. Mã QR đầy đủ nhá. Bảo hành bằng tem điện tử luôn. Đây, cho anh em xem giá nhá. Đây, giá hiện nay trên trường đây, lưng tiếng AV Pro PX20 Plus giá hiện nay trên trường nó bán là 2.800.000 nhá. AV Pro đây là trang chính chủ của AV Pro. Hiện nay con lưng tiếng ở trên trường nó bán là 2.800.000. Còn nếu nhá, vì phiên bản này rất cao cấp, nhưng đến với em Đặng Tí Nào Luôn, em có 5 chiếc sẽ bán giá tốt nhất cho các bác. Sẽ làm sao bán căn giá tốt nhất, làm việc công ty làm sao tốt nhất cho anh mình. Nhưng mà công ty chưa dám giảm giá rất ít thôi. Đây, và ngày hôm nay bác nào chốt nhắn tin cho em. Chốt lưng tiếng AV cho em. Chốt lưng tiếng AV cho em nhá. Đây, từ từ em bây giờ cho anh em nghe qua chất âm một tí nhá, xong báo giá nhá. Cái con là tiếng này, xong báo giá nhá. Qua là tiếng này, không qua tiếng này. Tiếng nó trung hẳn luôn chưa? Tiếng nó trung hẳn luôn. Qua tiếng này. Yên tâm là giá cực kỳ sốc luôn. Tôi lính trần xa nhà. Không qua tiếng nhá. Trung hoàn luôn, quan thế nhá. Và ngày hôm nay bác nào chốt nhắn đi cho em, chốt lưng tiếng AV
chốt lưng tiếng AV giá chỉ 1.700.000 có năm trước thôi. Được giảm giá là trước 1.700.000 một chiếc, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra an toàn không hay giải em luôn. 1.700.000. Bác nào chốt nhắn tin con sẽ chốt lưng tiếng AV. Cứ nhắn tin thoại chốt lưng tiếng AV là sẽ nhân viên cho đơn các nhá, chốt lưng tiếng AV. 1.700.000 cho máy lưng tiếng này, bao ship bảo hành 1 năm luôn. Chốt lưng tiếng AV. Thực sự tầm giá nó quá tốt rồi. Chốt lưng tiếng AV cho em 1.700.000. 1.700.000. Bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, nó là cái uy tín của bên em khi bán hàng của bác rồi. Đấy, cam kết quá, toàn bộ quá như thế. Chốt lưng tiếng AV cho. Chốt lưng tiếng AV 1.700.000 nha. 1.700.000, bao ship ở đây quá. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em nha, chốt nhắn tin luôn cho em. Chốt lưng tiếng AV. Thực sự có bỏ tiền ra chơi một phiên bản lưng tiếng cao cấp này nó quá xứng đáng luôn. 0916 957 88, chốt lưng tiếng AV, cứ nhắn tin cho em là sẽ có nhân viên cho đơn nhá. Đấy, có bỏ tiền ra chơi một con lưng tiếng nó cao cấp về nó lưng cái tiếng nhạc tiếng mic này nó rất là hay, không cần phải nâng cấp thêm gì nữa. Đấy, vì con này đã hỗ trợ đầy đủ cổng quang Bluetooth, hai đúng to nhỏ, chỉnh chỉnh hai bên rồi, và nó là hàng chính hãng. Tất cả sản phẩm sẽ bảo hành 1 năm cho toàn thể các bác. Em bác nào có nhu cầu thì hãy nhắn tin ngay cho em Đặng Tín nhá, vì số lượng em còn có 5 chiếc thôi, chỉ có 5 chiếc là giảm giá với giá 1.700.000 cho máy lưng tiếng này thôi. 1.700.000 cho máy lưng tiếng này, các bác biết là cái giá nó quá tốt so với giá 2.800.000 hiện nay trên cái thị trường nó bán rồi. Đấy, vì đây là bản cao cấp nhất và gần như con hay nhất rồi, gần như là không có lưng tiếng nào hay như con này nữa rồi. Và với mức giá em bán có 1.700.000 thôi, em bán là nha, chào các bạn nha.